TV256 xin mến chào quý anh chị em nha. Hôm nay thì TV256 muốn đồng hành biểu tình cùng với đồng bào trong nước ha. Thì trước hết TV cho quý anh chị em coi cái biểu ngữ Stop Bullshit. Stop Bullshit. TV256 muốn là thấy quý anh chị thấy không? Stop Bullshit nha. Rồi. Thứ hai là Lee Anh Man cút khỏi Việt Nam. Cút khỏi Việt Nam, Lee Anh Man cút khỏi Việt Nam. Formosa cũng thế, Formosa cút khỏi Việt Nam. Formosa cút khỏi Việt Nam. Và có một biểu ngữ khác là giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay TV256 muốn chia sẻ cái lá cờ này của một người Mỹ mà khi TV256 vào học ở trường đại học đó, thì có người Mỹ họ tặng cho một lá cờ này đến từ nước Việt Nam nha quý anh chị, đến từ nước Việt Nam, thành ra cái màu cờ đó nó vàng đậm lắm, chứ nó không phải giống như cái màu cờ mà vàng như là hiện nay. Nhưng mà tại vì lá cờ này nó từ ở trong nước, từ trong nước đem ra. Thành ra TV256 vẫn là cất giữ cho đến ngày hôm nay. Còn lá cờ bên cạnh TV256 là mình mua không biết từ bao lâu rồi. Mình mua có thể là mấy chục năm rồi đó. Cái lá cờ này. Đó. Mình mua là mấy chục năm rồi. Để đây đi. Không thấy hả? Để gì là trước mặt rồi. Xích qua bên đây đi. Cũng không thấy. Thôi, kệ nó. Để đây đi. Khỏi đụng nó. Rồi. Chỗ này để cũng được đó. Để được, có sớm được đâu. Kỳ quá. Rồi, thôi để qua một bên đi. Dạ, đó là những cái biểu ngữ mà TV chia sẻ với quý anh chị em nghe. Formosa cút khỏi Việt Nam. Lee Anh Man cút khỏi Việt Nam. Giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, chào bạn Văn Vũ nha. Coi như bắt đầu ngày hôm nay đó, TV cũng muốn rồi là sự thật thì nó cũng chẳng phải là cái gì, nhưng mà mình tỏ cái lòng thành gọi là ủng hộ sự đấu tranh của quý anh chị em trong nước, thì TV cũng xin gọi là tuyệt thực là không có ăn thôi, mà sự thật là mình không biết mình chịu đựng được bao nhiêu ngày nha, thành ra mình cũng không có nói trước là bao nhiêu ngày, nhưng mà TV sẽ
gọi là xuất hiện mỗi ngày ở trên diễn đàn TV256 để mà quý vị có thể thấy cái tình trạng sức khỏe của TV256. Nhưng mà mình nghĩ không có gì đâu, tại vì hồi xưa đó mình cũng đã tuyệt thực được 5 ngày rồi, 5 ngày không ăn mà chỉ có uống nước không, nhưng mà mình cũng qua được chứ không phải là không. Nhưng mà đến ngày thứ năm là mình coi như là mình chịu không nổi, thấy trái chuối thèm quá rồi cái lại ăn trái chuối đầu tiên. Thành ra coi như là mình hỗ trợ cái sự chiến đấu của quý anh chị em trong nước. Mà theo qua cái sự kiện mà anh mà Vương Văn Thả đó, bây giờ cái câu chuyện của anh Vương Văn Thả gần như là cả thế giới biết đến hết, qua các tòa đại sứ, rồi có người của tòa đại sứ đến để mà có thể là tìm hiểu về anh Vương Văn Thả. Thì nói thật mình rất là vững tâm, mình thấy là rất là vững tâm, là đó là cái thành quả mà anh Vương Văn Thả đã đạt được. Thì mình coi anh Vương Văn Thả giống như là một người anh hùng để cứu lấy cái đất nước này, để cứu quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà tất cả các tòa đại sứ, những nhà ngoại giao đó mà người ta biết đến hết rồi, người ta biết hết rồi câu chuyện của anh Vương Văn Thả, và người ta cũng thấy rõ tất cả những cái vi phạm nhân quyền của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì đó là TV nghĩ rằng là đến bây giờ thì có lẽ là trong nội 1-2 ngày nữa thôi thì anh Vương Văn Thả sẽ được tiếp tế đầy đủ, không sao đâu. Thành ra đó, bây giờ là chúng ta lo cái ngày mà 30 tháng 4 sắp đến. Coi như là bây giờ hôm nay đó là bước qua cái ngày 30 tháng 4. Thì sự thật TV không hứa nha. Cái vấn đề mà tuyệt thực á, TV xin lỗi là mình không có hứa được bao nhiêu ngày. Mình gọi là tuyệt thực rồi là đến lúc nào được thì hay lúc đó, nghe không? Chứ không hứa là nhiều khi cái vấn đề tuyệt thực mà có thể ở hải ngoại á, thì nó rất là khó. Nó không phải giống như có thể ở trong tù á, thì có thể mình chịu đựng được, phải không? Nhưng mà ở hải ngoại đó mình cảm thấy rất là khó. Mình không biết là trong tù khó hay là hải ngoại khó, nhưng mình thấy hải ngoại rất là khó khăn. Là tại vì trước mặt mình đó nó đủ thứ cám dỗ hết, đồ ăn đồ uống rồi dư thừa quá, rồi nó cám dỗ quá, rồi nhiều khi mình chịu không nổi. Nhưng mình ráng sức mình chịu đựng được, coi mình sẽ chịu đựng được bao nhiêu ngày. Thì qua cái sự kiện ông Vương Văn Thả thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là ông Vương Văn Thả đã lót được cái đường cho tất cả chúng ta đi, không còn sợ gì hết. Ông Vương Văn Thả cũng là đưa ra cái lá cờ vàng. Dạ chào, tôi Đơn Phương nha. Thành ra và kêu gọi đồng bào rồi là toàn quốc gọi là hưởng ứng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, kêu gọi là đồng bào biểu tình bằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và thì tôi thấy cảm thấy cái điều này là hay, điều này là đúng. Tôi mới nghĩ rằng là hoàn toàn nó đi hợp với luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy đó, nhưng mà nó hợp với luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tại vì đó, họ không có một cái luật nào để mà cấm gọi là người dân yêu thương cái lá cờ tổ quốc của mình. Phải nói thẳng như vậy, mình
mình vạch ra tất cả các bản hiến pháp rồi đạo luật, chưa có từng một cái đạo luật nào mà cấm người, cấm đồng bào gọi là yêu mến cái lá cờ tổ quốc của mình. Đó là cái điểm chính mà chúng ta cần phải thực hiện cho bằng được. Mình á, 30 tháng 4, mình giương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó tốt hơn hàng trăm, hàng ngàn lần mà người dân sử dụng cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, của giặc Tàu. Mình đem cái lá cờ Phúc Kiến của giặc Tàu mà mình trưng là ngày 30 tháng 4 thì quý anh chị em thấy như thế nào? Tất cả các anh chị em tìm hiểu về Google cái lá cờ đỏ sao vàng, nó phát nguồn từ lá cờ tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Có thể những cái người mà cộng sản thì họ cuồng tín, cuồng hồ, họ không cần phải đọc những cái tài liệu đó. Nhưng tất cả, TV nghĩ tất cả người dân đều hiểu điều đó. Thành ra đó, lá cờ tổ quốc của mình thì mình phải nên sử dụng. Mình xuống đường cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Biết bao nhiêu người đã cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mình thấy đâu có bị bắt tù gì đâu. Tại vì nó không có cái cớ để mà nó bắt mình. Luật pháp đâu có cấm người dân mà sử dụng cái lá cờ tổ quốc của mình. Chúng ta thấy nè, Nguyễn Viết Dũng nè, Đỗ Thanh Vân nè, rồi Lâm Ngân Mai nè, rồi cụ Tả Trí Hải nè, rồi Vương Văn Thả nè, biết bao nhiêu người sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mà họ vẫn còn tiếp tục đấu tranh đó. Tại sao chúng ta phải sợ mà cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ như vậy? Và đồng bào Hà Tĩnh, chúng ta thấy những cái đoạn mà hàng ngàn đồng bào Hà Tĩnh sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì chúng ta biết rằng là đây là cái lá cờ tổ quốc thật sự, và đây là lá cờ chính nghĩa. Cái lá cờ đó được sử dụng trên gọi là 3-4 triệu người Việt hải ngoại. Nơi nào có cộng đồng hải ngoại là người ta hưởng ứng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mọi người đều hiểu rằng cái lá cờ này là người ta gọi là lá cờ truyền thống. Truyền thống có nghĩa là nó có từ xưa rồi. Nó có từ xưa rồi, nó biến đổi theo cái năm tháng. Là cái nền vàng đó, căn bản đó, là có từ xưa. Là thời mà Hai Bà Trưng, là người ta đã có cái câu thơ là đầu voi phất ngọn cờ vàng. Chúng ta thấy cái điểm đó không? Thì từ cái nền tảng mà vàng đó, nó biến thiên từ từ đến ba sọc đỏ. Là cái lá cờ đó cũng có những cái giai đoạn thăng trầm rồi nó thay đổi. Anh đặt mái nghiêng xuống một chút thì nhìn dễ hơn à. Mái nghiêng xuống một chút. Sự thật TV không dám sửa. Ráng quý anh chị em có nhìn thì chắc cũng được. Sửa tới sửa lui nó rớt. Thành ra cái này nó hơi khó. Tạm được đi. Đó, TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó là cái cờ vàng ba sọc đỏ được gọi là cái lá cờ tổ quốc. Nó xứng đáng, nó danh dự hơn là cái lá cờ của Tàu. Cái lá cờ 100% là của Tàu. Cờ đỏ sao vàng là của giặc Tàu, của tỉnh Phúc Kiến, đã sử dụng từ năm 1933. Nếu quý anh chị em không tin á, thì trích lục ra những cái đài phát
đài truyền hình mà VTV1 khi mà chiếu cái phim mà Trường Chinh, hoặc là các anh sẽ các bạn đó tìm cái phim Trường Chinh ở trên internet, đúng không? Trường Chinh ở trên internet mà nói tiếng Tàu thì tất cả đều sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng hết. Người Tàu sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng ở tỉnh Phúc Kiến đó. Đó là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu và đã sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng để sau này thôn tính được Việt Nam, và dùng cái lá cờ đỏ sao vàng như vậy coi như là Việt Nam sẽ trở thành một ngôi sao thứ năm. À, mong hồi mãn tạng bây giờ Việt Nam nữa là nước thứ năm, là năm nước nhỏ này gọi là làm cái thân khuyển mã, làm cái thân nô lệ cho một cái ngôi sao lớn của cái cờ Tàu, cờ Trung Quốc hiện nay đó. Là cái ngôi sao lớn tượng trưng cho là Đại Hán, nó rõ ràng như vậy thôi. Thành ra đó, các anh chị em đó tự nhiên xuống đường với lá cờ vàng không sao đó. Biết bao nhiêu người mà chiến sĩ đấu tranh rồi, Nguyễn Quyết Dũng, Hồng Thái Hoàng, rất là nhiều người sử dụng lá cờ vàng, luật pháp đâu có cớ mà bắt hết. Nhớ là trong cái luật pháp của Việt Cộng đó thì mấy cái nhà cầm quyền thường hay nói rằng là những cái gì mà không có bị cấm đó, thì người dân có quyền làm. Nhớ như vậy. Cái đó là mình đâu có bị cấm đâu. Nó đâu có vào cái luật pháp mà cấm cái sử dụng cái lá cờ Tổ quốc đó. Thành ra mình cứ hiên ngang cầm cái lá cờ Tổ quốc không sao. Và bằng chứng là anh Vương Văn Thả đó. Anh Vương Văn Thả sử dụng cái lá cờ vàng. Mà đến bây giờ thì vẫn tốt đẹp thôi. Nó không có cách gì mà nó cấm người dân mà sử dụng yêu cái lá cờ vàng, yêu cái lá cờ Tổ quốc của mình. Thế thiệt đó là cái cờ vàng nó đã có từ lâu là đúng như vậy. Chúng ta nhớ đến cái lịch sử của chúng ta là thời kỳ mà Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy. Thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh mà cờ lau phất, dùng cái cờ lau đó là cái cờ lau đó là cũng như là cái cờ vàng rồi, cũng có cái màu vàng sậm mà. Cờ lau tập trận đó là của Đinh Bộ Lĩnh. Nó bằng chứng cho ta thấy là như vậy. Sự thật là cách đây 10.000 năm. 10.000 năm là người ta nói về cái văn minh lúa nước. Văn minh lúa nước là nước Việt Nam của chúng ta đó, là nó nằm trong cái thời đại mà văn minh lúa nước. Mà chúng ta thấy qua cái hình ảnh lịch sử đó là bánh dày, bánh chưng. Chào bạn Ngọc Giàu nha. Chào bạn Ngọc Giàu. Bánh dày, bánh chưng là nền văn minh lúa nước đó, là họ sử dụng cái cây lúa để mà làm ra hột gạo. Họ trồng cây lúa để mà làm ra hột gạo, làm nên cái thức ăn. Và họ gia súc thì họ dùng gia súc chăn nuôi để mà làm nên thức ăn, là gà, vịt, trâu, bò, đại khái, heo vậy thôi. Những cái gia súc như vậy thôi. Chứ họ phải là họ vào rừng mà họ săn thú, bắn thú giống như là nền văn minh gọi là du mục đó. Nền văn minh du mục nó phát từ thời xưa mà mình hiểu là thời Mông Cổ rồi đó. Mông Cổ là mình coi là giống như là cái quốc gia
văn minh du mục. Tàu cũng vậy, tàu Mông Cổ thì nó cũng giống giống nhau thôi. Thì họ đó thường thường là họ họ gọi là đi chiếm cánh rừng này, rồi họ săn thú hết, rồi họ chiếm đến cánh rừng khác. Thành ra họ cứ di chuyển khắp 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 nơi, nơi nào mà giết thú được là họ giết thú. Chứ họ không có mà khả năng để mà trồng trọt, để mà nuôi sống cái bản thân của mình. Tất cả là họ đi giết thú không. Trồng trọt thì ít lắm. Thì vì mà cái vấn đề mà họ giết thú nhiều thì họ họ thấy cái máu nhiều. TV256 nghĩ thế. Họ nhìn thấy giết con này con đỏ thì cái máu, họ thấy máu nhiều thì sau này họ sử dụng cái lá cờ máu của, cái nền tảng của họ là cái màu đỏ. Còn mình á, mình đó là cái nền tảng là từ cái hột lúa. Hột lúa nó màu vàng, màu vàng của lá cờ vàng. Mình nghĩ là thời xa xưa là như vậy thôi. Một cái nền văn minh là du mục khác với nền mà văn minh mà lúa nước. Thì đó, không phải là chỉ có bánh chưng bánh dày, mà mình chỉ có ăn tim nè, ăn tim mà trồng dưa hấu đó. Quý anh chị thấy không, nó là mình chuyên về trồng trọt. Thì cái lịch sử nó là lấy cái nền tảng đó là cái màu vàng. Nó khác xa với cái nền văn minh du mục. Thành ra đó, 30 tháng 4 thì sự thật thì mình muốn góp tiếng là mình kêu gọi thôi. Mình thấy cái việc đó là việc làm chính nghĩa, việc làm mà nhiều người mong đợi. Mình thấy trên 3 triệu người hải ngoại này sử dụng cái lá cờ đó. Hải ngoại có thể 4-5 triệu đó, nhưng mà mình có thể khẳng định có thể là 4-5 triệu, 4 triệu người sử dụng cái lá cờ đó. Và cái là được lá cờ máu đó, cái là được lá cờ đỏ sao vàng đó, gần như không còn ai sử dụng ở trên cái thế giới này đó. Người Việt Nam thì khắp toàn thế giới mà không thấy ai sử dụng. Nếu mà có sử dụng thì quả mai là nó nằm ở trong cái tòa đại sứ của Việt Cộng thôi. Chứ ngoài ra mình không, hoàn toàn không có thấy cái bóng dáng của cái lá cờ đỏ sao vàng. Thế nên mình nhìn đó là mình thấy đó là cái chính nghĩa. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ chính nghĩa. Bất cứ người Việt Nam nào ở trong nước mà đi ra hải ngoại đều sử dụng cái nó. Đồng bào hải ngoại đâu phải là tự nhiên mà có đâu. Đồng bào hải ngoại là cũng từ ở trong nước đi ra. Thành ra đó, cả số đông của đồng bào đó, nếu mà mình đó, mình nói bây giờ có đông người để mà sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ không? Mình khẳng định điều đó. Tuy là nó đã trải qua bao nhiêu thế hệ, nhưng mà đồng bào vẫn biết đến lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và mỗi khi đồng bào bước ra ngoài, bước ra cái ngoài cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì đồng bào sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Biết bao nhiêu người ra ngoài là sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ thôi. Thành ra đó, ở trong nước đó, TV nghĩ cả hàng triệu người, hàng bao nhiêu triệu người, hàng chục triệu người đều mong mỏi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà tại sao chúng ta không thể nào thống kê được? Tại vì đó, Cộng sản nó đang cai trị cái đất nước mình. Thành ra, tạm thời người dân phải tuân phục theo cái bọn mà ác độc đó.
Chứ sự thật ra họ đâu có thích cái lá cờ đỏ sao vàng. Để khi nào mà họ ra hải ngoại là tự nhiên là họ thích. Họ ra hải ngoại rồi họ mới thỏa cái chí mà đứng dưới chào cờ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Giống như quý anh chị em thấy đó, chị Tạ Phong Tòng. Tạ Phong Tòng là một đại quý của Việt Cộng đó chứ. Mà kha sau này chỉ ra hải ngoại chỉ rất là yêu thương lá cờ vàng. Thí dụ vậy. Hoặc là chị Trần Khải Thanh Thủy. Rất là nhiều người đó là... Ngay cả Bùi Tính bây giờ cũng rất là quý mến cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Họ biết đó là những cái lá cờ chính nghĩa. Mà lá cờ có từ truyền thống từ ngàn xưa. Và họ phủ nhận hoàn toàn cái lá cờ Phúc Kiến. Lá cờ Phúc Kiến họ cho lại là lá cờ gọi là tội ác. Không thể nào mà dùng sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng được hết. Nguyễn Bá Thanh Tiền. Chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Đó, hôm nay đó thì theo cái lời kêu gọi của ông Vương Văn Thả thôi. Ông Vương Văn Thả muốn tất cả chúng ta đều xuống đường để mà biểu tình với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì TV256 thấy đây là một việc làm đúng chính nghĩa thì tại sao việc làm đúng chính nghĩa mình không làm? Mình nên làm, mình nên thực hiện. Mình rất nên thực hiện. Không phải là TV256 ở hải ngoại này rồi mình muốn nói gì thì nói đâu. Sự thật mà cá nhân TV có trong nước thì TV cũng sẵn sàng cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Luật pháp nó có cấm. Nhiều người đã sử dụng như vậy. Nhiều người đã sử dụng như vậy và luật pháp không bao giờ mà nói nó bắt về cái tội mà mang cờ vàng ba sọc đỏ. Nó bắt được tội tuyên truyền này nọ lật đổ rồi. Chứ đâu có cái tội nào mà bắt cái người mà cầm lá cờ tổ quốc mà thương yêu lá cờ tổ quốc đâu. Không có. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là nó coi như là truyền thống. Nó hung đúc những cái tinh thần mà đấu tranh của người xưa đến bây giờ. Nó mới xứng đáng là cái lá cờ tổ quốc. Còn cái lá cờ mà đỏ sao vàng đó, nó coi cái đất nước này đó giống như là làm mới bắt đầu từ năm 1945. Thành ra thằng Cộng sản nó đâu có tổ quốc, hoàn toàn nó không có tổ quốc. Chính vì nó không có tổ quốc thành ra nó tạo ra cái đồng tiền Hồ Chí Minh. Đồng tiền chỉ có một đồng tiền gọi là Hồ Chí Minh thôi. Họ sử dụng cái đồng tiền của một cái tên gián điệp Tàu như vậy. Mang cái hình ảnh của tên gián điệp Tàu như vậy. Thì mình cảm thấy là nhục nhã lắm. Và chính vì tên gián điệp Tàu này nó bán tất cả quê hương mình. Nó bán ải Nam Quan, bán thác Bản Dốc. Rồi nó bán luôn cả Hoàng Sa, rồi Trường Sa, rồi đảo Gạc Ma, rồi bị giặc Tàu nó xâm chiếm. Thành ra đây là cái lá cờ Tàu, lá cờ nhục nhã. Và bây giờ nó muốn bán luôn cả đất nước Việt Nam. Mà người ta nghĩ rằng nó qua cái mà hội nghị Thành Đô. Hội nghị Thành Đô là người ta nghĩ rằng cái khi mà tụi nó giao Việt Nam vào năm 2020 thì bây giờ là chúng ta cần phải gọi là lấy lại cái đất nước này. Người dân phải đồng lòng lấy lại cái đất nước này. Không có thể nào mà trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc được. Cái quá khứ chúng ta đã thấy rất là đau thương của người Tây Tạng rồi. Người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, hai cái dân tộc đó khổ sở như thế nào, bị đàn áp như thế nào,
hàng trăm người đã tự thiêu, hơn 100 người đã tự thiêu của hai dân tộc này, mà họ không có phá được cái xích xiềng nô lệ của giặc Tàu. Đến ngày hôm nay, người Việt Nam bước vào cái giai đoạn đó, bước vào cái giai đoạn lệ thuộc đó, thì mình phải dứt khoát, mình phải có cái lòng can đảm. Và khi mình sử dụng cái lá cờ tổ quốc này, mình sẽ nhận được cái lòng can đảm đó. Tự nhiên mình yêu thương cái tổ quốc mình là mình sẵn sàng mình hy sinh tất cả đó. Nó là cái hồn thiêng anh linh của núi sông mà từ ngàn năm tới bây giờ sẽ hỗ trợ cho cái cuộc đấu tranh của mình. Và mình khi mình tin vào nó, mình tin vào, mình yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, mình sẽ được hỗ trợ của những anh linh chiến sĩ, những anh linh từ ngàn xưa để mà trợ giúp cho cái cuộc đấu tranh mình, để giải trừ được cái đảng Cộng sản này, giải tán được cái đảng Cộng sản ác độc này. Tuy là họ là người Việt Nam, nhưng mà họ mang cái chủ nghĩa Cộng sản, hiểu không? Thành ra đó họ phải bị giải tán. Mà khi mà giải tán là chúng ta coi nhau là anh em hết. Người Việt mà bỏ cái tư tưởng Cộng sản đi, dứt khoát bỏ cái tư tưởng Cộng sản, thì trở thành là một người Việt Nam, trở thành dòng máu đỏ da vàng. Chúng ta không có cái cớ gì mà để mà giết những người anh em chúng ta. Một khi họ đã dứt khoát được, họ hiểu được những cái điều mà sai trái, không? Những điều sai trái nó rõ ràng lắm, không? Bán biển đảo, rồi sử dụng lá cờ phúc kiến của giặc, những điều sai trái nó hiển hiện trước mắt mình. Có thể là tại vì họ cố tình họ sợ hãi, hoặc là họ không muốn tìm hiểu thôi. Sự thật ở trên Internet này, nó Facebook rồi YouTube, đủ thứ tài liệu để mà chứng minh cho họ thấy. Mà ngay cả giặc Tàu đó, giặc Tàu cũng chứng minh cho họ thấy là giặc Tàu tàn ác. Cái phim mà giặc Tàu mà chiếm cái đảo mà Gạt Ma đó, nếu anh chị coi đó, những cái tên giặc Tàu rồi họ đưa tay lên họ thề. Trước khi họ mở cái trận đánh Gạt Ma, họ đưa tay lên họ thề để họ chiếm đảo cho mình bằng được. Chiếm đảo Gạt Ma bằng được, mà họ, mình dòm thấy người Tàu rất là hèn. Những người chiến sĩ Việt Nam của mình đó là họ hoàn toàn họ không có bắn một phát đạn nào. Mà thế mà họ vẫn bị giặc Tàu rồi là nhắm thẳng bắn. Người ta không phản ứng, vẫn tiếp tục bắn để mà chết hết 64 người chiến sĩ Việt Nam không? Mình thấy giặc Tàu nó hèn không? Quá hèn đi. Tại vì anh bắn người ta mà người ta hoàn toàn không có phản ứng được, thì anh đâu có thể mạnh giết mà 64 người như vậy. Ta đã giết mà 64 người đó, mình gọi đó là trận chiến, gọi là thảm sát. Nó không phải là cuộc mà trận chiến Gạt Ma, mà đây là cuộc thảm sát. Thảm sát những người Việt Nam. Thành ra quý anh chị em cứ xuống đường với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và phải coi á, cái lá cờ đỏ sao vàng đó là cái lá cờ đó nhục nhã. Cái lá bờ cờ đó là cờ phản bội tổ quốc. Mà quý anh chị em biết phản bội đó, tội phản bội là tội nặng nhất. Nặng nhất ở trong bản hiến pháp. Phản bội tổ quốc là tội nặng nhất trong bản hiến pháp, nên nhớ như vậy. Nội mà các anh đảng viên của đảng Cộng sản đó, thời với cái lời thề là trung thành, tuyệt đối trung thành với đảng đó,
Khi mà TV256 phân tách cái câu này, nói thật, các anh cũng là những người phản bội Tổ quốc. Sự thật các anh chỉ có trung thành với Tổ quốc thôi, chứ không phải là trung thành với đảng được. Tất cả mọi người mà trung thành với đảng đều phản bội Tổ quốc. Mình phải đặt Tổ quốc là trên hết. Đảng đâu phải là mang cơm áo cho anh đâu. Người dân nuôi anh mà. Người dân làm ra hột gạo, người dân làm ra giải dốc, người dân làm ra tất cả những phương tiện cho anh sử dụng. Thì anh phải uống nước nhớ nguồn, là uống nước nhớ nguồn phải nhớ người dân. Người dân tạo anh, con người của anh. Thành ra đó, anh phải trung thành với người dân, trung thành với cái dân tộc này, trung thành với cái tổ quốc này, chứ không phải là anh trung thành với đảng cộng sản được. Tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản được, rồi đến mai mốt mà chết đi cái nó lập mộ cho anh là tổ quốc ghi công, trong khi anh trung thành với nó mà nó là tổ quốc ghi công. Chứ anh đâu phải trung thành với tổ quốc đâu mà phải ghi công ghi ơn anh. Anh trung thành với đảng thì để mà đảng ghi ơn anh đi, ghi công anh đi. Mấy anh cộng sản là toàn là làm những cái chuyện mà phản quốc không? Tội ác không? Dạ, hôm nay thì TV muốn chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. 37 phút rồi. Thành ra TV gửi cho quý anh chị em, trước hết thì gửi cho chị em những cái mà biểu ngữ nha, biểu ngữ biểu tình tại gia. Rồi, cho quý anh chị em thấy đó. Đó, giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam là điều mà cấp bách nhất của tất cả chúng ta, của dân tộc Việt Nam. Để mà thoát khỏi cái vòng nô lệ của giặc Tàu nha, giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi, cái bô xích Tây Nguyên đó là cái điều mà nguy hiểm vô cùng luôn, hiểu không? Tại vì cái chất mà bùng đỏ đó, mà nếu mà nó tràn xuống đồng bằng đó, thì chúng ta không có thể nào mà tưởng tượng được cái sự thiệt hại của nó. Nó đe dọa toàn nước luôn. Cái bô xích mà Tây Nguyên nó tràn xuống đồng bằng, rồi nó tràn xuống từ từ, nó tràn tới Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Hương, cái tất cả những con sông nó về phía Nam, nó là nó tiêu tùng hết. Cái bô xích Tây Nguyên nó tiêu tùng là cá, tôm, rồi đồng bằng nó cũng giết luôn nữa. Cỏ đâu có mọc lên được, mấy cây cối đâu có mọc lên được đâu. Cái bô xích Tây Nguyên nó rất là quan trọng. Thành ra chúng ta phải stop bô xích Tây Nguyên. Năm nào chúng nó cũng khai lỗ đó. Thế nào chúng nó mà làm nhôm mà chúng cứ tiếp tục khai lỗ mỗi năm mấy trăm triệu đô la, chịu nổi không? Không thể chịu nổi được đâu quý anh chị em. Nó toàn là những cái con sâu mọt để mà hại dân hại nước thôi. Hoàn toàn như vậy á. Ủa? Hồi nãy nhiều lắm mà. Ủa? Rớt xuống rồi. Rớt xuống không thấy. Rồi. Lee and Man cút khỏi Việt Nam. Lee and Man cút khỏi Việt Nam. Đó. Những cái chỗ mà nó sản xuất ra bụi, chất độc đồ đó mà người dân là phải dùng cái bao ni lông luôn. Người dân dùng bao ni lông để mà thở. Chúng ta có thể thấy cái đất nước nào mà dùng bao ni lông mà người dân dùng bao ni lông để mà thở không? Thấy không? Rất là dã man. Ô nhiễm. Rồi. Formosa cút khỏi Việt Nam. Formosa cút khỏi Việt Nam. Dạ, yeah, Formosa cút khỏi Việt Nam. Dạ, yeah, TV muốn chia sẻ đồng hành cùng quý anh chị em trước cái
ngày 30 tháng 4 nha. Đó. Thì chúng ta TV cũng muốn quý anh chị em gọi là xuống đường biểu tình, không có nên trong nhà. Tại sao chúng ta phải sợ hãi như vậy? Đấu tranh không có nên sợ hãi. Biết mình làm đúng thì hãy làm. Biết mình làm có chính nghĩa, mình biết mình làm có hàng triệu người yêu mến. Mình làm câu chuyện này, hàng triệu người yêu mến, ngay cả người miền Bắc cũng sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Rất là nhiều người miền Bắc hiện tại đang sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì người ta nhìn thấy cái chính nghĩa. Người ta nhìn thấy tổ quốc ở đâu. Chứ không phải là những cái con người mà vô tổ quốc mà sử dụng lá cờ đỏ sao vàng đâu. Thành ra khi mà mình đấu tranh mà để cho cái tổ quốc của mình trường sinh tồn thì mình làm việc đó là chính nghĩa, chính đáng. Việc chính đáng cứ việc làm. Hiểu không? Không sợ gì hết. Hoàn toàn đừng có sợ gì hết. Và khi mình ôm lấy cái lá cờ tổ quốc rồi đó là nó thuộc về cái hồn thiêng sông núi để mà bảo vệ mình. Và khi mình đã cầm cái lá cờ xuống đường, tự nhiên mình có cái sức mạnh. Khẳng định tự nhiên mình có cái sức mạnh. Mà không có ai mà có thể cản được cái sức mạnh của mình. Một khi mình yêu mến cái lá cờ đó, mình cầm nó trong tay, TV bảo đảm quý anh chị em sẽ thấy được cái sức mạnh của nó. Dù là các quý anh chị em tay không, mà quý chị em nhất quyết cầm lá cờ đó rồi thì quý anh chị em sẽ thấy được cái sức mạnh của tổ quốc, của tiền nhân. Dạ, TV xin chấm dứt cái cuộc nói chuyện ở đây để đừng có quá dài ha. Xin mến chào quý anh chị em.